quân Nga vượt sông Snagos, lập một bàn đạp để đánh xuống Ziverdikovo, cắt đứt sự liên hệ của nhóm quân Ukraine ở Kursk với hậu phương vùng Sumy. Ngoài cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk ở Donetsk và tiến công vào khu vực Zaporozhye, quân đội Nga đang đẩy lùi nhóm quân Ukraine theo hướng Kupiansk một cách có hệ thống. Hôm 18 tháng 9, lực lượng nga đã tiến vào khu vực làng Senmakhovka. Các mục tiêu trung gian tiếp theo của lực lượng vũ trang nga trong khu vực Kupyansk hiện là các khu định cư Kruplykovka và Zagrizovo. Chiến thuật của bộ chỉ huy nga ở khu vực chiến sự này thực tế không khác gì những chiến thuật được áp dụng thành công ở Donetsk trong các trận chiến gần kupans lực lượng vũ trang nga đang dần gặm nhấm các phần lãnh thổ và khu định cư đang nằm trong tay quân ukraine đồng thời cố gắng cô lập các nhóm quân ukraine trong khu vực chiến đấu bằng cách vô hiệu hóa liên lạc và cắt đứt đường tiếp tế hậu cần vì những mục đích này quân đội nga tích cực sử dụng lực lượng hàng không tấn công trên diện rộng với uy lực mạnh một ví dụ rõ ràng về hoạt động này là việc phá hủy đường vượt sông oskol của lực lượng ukraine trong khu vực ga xe lửa Kybyans, Bộ ba này là huyết mạch giúp Kiev vận chuyển thiết bị, đạn dược và nhân sự đến Kupyans, nên việc phá hủy nó đã làm suy yếu sự kháng cự của lực lượng phòng thủ Ukraine. Để phá hủy đường vượt biển, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa KH-38M có độ chính xác cao được bắn bởi máy bay ném bom chiến đấu Su-34. Kết quả là một tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cách đây vài tháng, Kyiv đã thông báo buộc phải sơ tán người dân Kyiv và các khu định cư xung quanh vì lo ngại rằng các đơn vị Nga sẽ sớm tiếp cận thành phố và ngày này đang dần đến gần hơn. Trong khi đó, tình hình chiến sự ở khu vực Kursk của Nga cũng có nhiều biến động lớn khi hai bên đang giành giật từng ngôi làng, từng khu định cư. Ở vùng này, các trận chiến đang diễn ra chủ yếu ở khu vực biên giới, trong khi quân đội Nga đang đè bẹp cánh trái của nhóm quân Ukraine ở Kursk thì đối phương họ đang đáp trả bằng một cuộc phản công ở phía bắc khu vực. Phóng viên quân sự Nga của kênh điện tín Don Sokwa đưa tin vào ngày 18 tháng 9, lực lượng vũ trang Nga đã tái chiếm các khu định cư Darino và Nikolaevo Darino, nhưng lực lượng Ukraine đã tăng quân và bao vây ngược lực lượng đồn trú của Nga đang phòng thủ ở làng Kremianoye ngôi làng này cùng với ngôi làng olgokka lần cận đã nhiều lần đời chủ các chỉ huy ukraine nhận ra rằng việc mất những vùng lãnh thổ mới đánh chiếm được sẽ có tác động rất tiêu cực đến vị thế của toàn nhóm do đó họ đang cố gắng hết lần này đến lần khác để giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng hiện nay lực lượng nga ở kremi buộc phải chiến đấu trong vòng vây nhưng nói một cách nhẹ nhàng thì còn quá sớm để mở sâm banh cho nhóm quân ukraine bởi quân nga sau khi chiếm được Liubimovka đã tiếp tục vượt sông snagos tạo bàn đạp cho một cuộc tấn công tiếp theo vào Severlykovo, khu định cư được coi là trung tâm hậu cần quan trọng nhất của nhóm quân ukraine ở khu vực Kursk. Hiểu được tầm quan trọng của Sever Likovo, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cách đây một thời gian đã ra lệnh chuẩn bị các công sự phòng thủ nhằm quyết tâm giữ vững khu vực này, làm điểm tựa cho toàn bộ nhóm quân Ukraine trong khu vực, tránh bị quân Nga bao vây, cắt đứt sự liên hệ với hậu phương ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngày 19 tháng 9, nhóm lực lượng Sever đã gây tổn thất nặng nề cho các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 của Ukraine gần các khu định cư Liu bimoka Dariino, Nikolo Dariino, Tonsiluk và Plekovo theo hướng Kursk. Ngoài ra, Siver đã ngăn chặn một số cuộc phản công của lực lượng Kiev gần các khu định cư Boki, Kremi Anoye, và Obukovka. Báo cáo cho biết kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 20 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép và một xe cơ giới bị phá hủy. Một quân nhân AFU thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá biên giới Nga gần các cô định cư Noviput, Malaya Obukhovka và Medvedev cũng bị ngăn chặn. Báo cáo nêu chi tiết, AFU chịu tổn thất lên tới 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích và pháo binh của Nga đã tấn công vào các lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 95 lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Bogdanovka, Kujevo, Darino, Kudilovka, Kudenkoje, Kolmakov, Kazekia Loknia, liubimovka Leonidovo, maknovka Mikhailovka, Martinovka, malea Loknia, Noviput, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Obukhovka, Plekovo, Tonsiluk và Chekaskaya Konopenka. Các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, lữ đoàn an ninh số 1004, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 104, 103, 106 và 107 gần các khu định cư Asin Koye, Belovody, Vrkye Petchanoye, Glukov, Zurabki, Kondatoka, Kazakye, Katerinoka, Malusino, Obodi, Patloka, Premoga, Reki, Sumi, Salikino và Koten ở vùng Sumi của Kainar Jazvikus. Bộ này cho biết trong vòng 24 giờ qua, AFO đã mất hơn 300 quân và 14 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân và 10 xe chiến đấu bọc thép khác, hai khẩu pháo, một súng cối, hai trạm tác chiến điện tử và bảy xe cơ giới ba cầu phao cũng bị phá hủy. Một số video được truyền thông Nga chia sẻ cho thấy một số lực lượng Kiev gần đây đã chịu tổn thất nặng nề theo hướng Kursk. Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ từ Sumy vào Kursk vào tháng 8 với sự hỗ trợ từ những đồng minh trong NATO. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu trận chiến ở Kursk, lực lượng Kiev đã mất 14.950 quân, 122 xe tăng, 52 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 768 xe chiến đấu bọc thép, 464 xe cơ giới, 109 khẩu pháo, 28 bệ phóng phòng không, 4 xe vận tải nạp đạn, 28 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar trên không, 14 xe công binh. Liên quan đến tình hình giao tranh ở Kursk, quân đội Nga đang tích cực tiến vào khu vực các khu định cư Vnezapnoye, Biakovo, Obukhovka ở quận Korenevsky và củng cố vị trí của họ. Theo các nguồn tin mở, giao tranh cũng đang diễn ra ở phía đông bắc Lyubimovka. Quân đội Nga đang tiến về nhiều hướng và bất chấp sự kháng cự ngoan cố của lực lượng Ukraine, những thành công rõ ràng đang được ghi nhận trong quá trình tiến công của quân đội. Tình hình theo hướng Gluskoki vẫn cực kỳ căng thẳng. Quân đội Ukraine đang tiến hành nhiều cuộc tấn công vào khu vực định cư Medvedje. Sự hiện diện của Ukraine cũng được phát hiện ở khu vực Noviput, nơi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Giao tranh dữ dội được ghi nhận ở Volfino và Krasnoyarskoye. Trong các trận chiến, Ukraine đã triển khai các thiết bị hạng nặng do phương Tây sản xuất, bao gồm xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển. Tuy nhiên, ngay cả những thiết bị này cũng không thể đảo ngược tinh thế của cuộc chiến. Theo dữ liệu sơ bộ, pháo binh và vũ khí chống tăng của Nga đang đối phó thành công với cuộc tấn công dữ dội của Ukraine. Điều này không cho phép quân đội đối phương đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào lực lượng vũ trang ukraine hiện tại không có ý định giành quyền kiểm soát các khu định cư mới ở khu vực kos mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc giữ các vùng lãnh thổ đã kiểm soát trước đó và củng cố các tuyến phòng thủ trước các cuộc tấn công của nga bất chấp tổn thất nặng nề về cả nhân lực và vật lực Chấp thời cơ Ukraine rơi vào bẫy lửa từ thần ở quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực theo nhiều hướng, đẩy lùi lực lượng vũ trang đối phương và tiến vào các khu vực mới của mặt trận. Ngay cả các nguồn thông tin của Ukraine gần đây thừa nhận những thành công của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ nước này. Đặc biệt, theo hướng Torres, các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào phía nam thành phố Torres. Trong một cuộc tấn công mạnh mẽ, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã có thể kiểm soát một phần của tiểu khu Zabanka. Do lực lượng đồn trú của lực lượng vũ trang Ukraine mất quyền kiểm soát nhà máy Phenol ở làng New York, khu vực kiên cố của Ukraine ở Nelipovka giữa New York và Torres có nguy cơ bị bao vây và đối mặt với các vấn đề về tiếp tế do vị trí địa lý của khu vực. Nelipovka bị bao quanh từ phía Tây bởi sông Krivo Torres làm phức tạp hậu cần và lực lượng đôn trú của Ukraine ở đó gần với vòng vây hoạt động. Quân đội Nga cũng đạt được kết quả tích cực theo hướng Chasovya. Các đơn vị của lữ đoàn vũ trang Nga đã tiến đến khu định cư Stupoky, củng cố vị trí của họ trên bờ phía Tây của kênh đào Siversky Donetsk Donbass. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể tình hình hoạt động của lực lượng đồn trú Ukraine tại thành phố Chasovya nói riêng và trên toàn bộ khu vực mặt trận này. Ngoài ra, theo hướng Kupyans, quân đội Nga chỉ còn cách sông Oskol 3 km. Nếu Nga thành công đến được bờ sông phía nam Kupyans, các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông vùng Kharkiv sẽ bị cắt thành hai phần và dễ bị công phá hơn. Những người lính Nga tới một nghĩa trang ở khu vực này vào tháng 9 năm 2024. Quanh họ là ngôi làng Mikhailivka đã bị hư hại. Từ trên cao, các UAV trinh sát của Ukraine theo dõi nhất cứ nhất động của họ. Một người lính Nga nấp ở dưới cây, một người khác đi bộ về một mái nhà tranh, trong khi đó tại chốt quan sát của Ukraine, thiếu tá Alexander Fanagay lầm nhầm một vài từ gì đó. Chỉ vài giây sau, một UAV cảm tử của Ukraine lao thẳng xuống một lính Nga đang di chuyển. Trên màn hình theo dõi trực tiếp, người lính này sau đó đã bị thương ở chân trái, phải lết tới một vạt cỏ, lấy băng từ ba lô màu xanh để sơ cứu cho bản thân. Cuối tháng 8, các đơn vị tiền phương của Nga chiếm được một mỏ ở ngoại vi làng Mikhailivka thuộc tỉnh Donetsk. Đây là một bước tiến nhỏ trong chiến dịch tiến công của Nga ở miền đông Ukraine khởi động vào tháng 2 với việc Nga chiếm được thị trấn Avdiivka. Mục tiêu của họ là mở rộng một khúc lồi hẹp vào sâu lãnh thổ Ukraine, đánh chiếm thị trấn Tenchot Pokrovsk, lúc đấy còn nằm cách quân Nga 18 km. Pokrovsk là căn cứ hậu cần và trung tâm vận tải lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là giao điểm của nhiều tuyến đường bộ và tuyến đường sắt quan trọng. Nếu thiếu thị trấn này, Kiev sẽ gặp khó khăn lớn trong việc vận chuyển quân, lương thực và đạn dược tới những khu vực khác trên dài tiên tuyến căng rộng, tới thị trấn Torres nguy ngập, xa hơn về phía đông hoặc tới thị trấn Kudakove, nằm về phía nam. Số phận của toàn tỉnh Donetsk vì thế gắn chặt với số phận của thị trấn Pokrovsk. Nếu quân Nga chiếm được Pogrovs, họ sẽ dễ dàng tiếp cận con đường dẫn tới Dnipro, uy hiếp và cắt đứt một chuỗi thành trì của Ukraine nằm về phía bắc của Konstantinivka, Drutkivka, Kramatos và Slovians. Hiện họ đang oanh tạc con đường nối Pogrovs với Konstantinivka. Quân Nga đã ở rất gần thị trấn Pogrovs, người ta đã nghe thấy tiếng đạn pháo từ xa vọng lại. Tuần trước, máy bay Nga đã oanh tạc phá hủy các cây cầu bên trong và xung quanh thị trấn Pokrovsk, dọn đường cho một cuộc tấn công chính diện sắp đến. Một cây cầu hỏng từng nối quốc lộ T-0504 với thị trấn Minohrad cận kề, lực lượng công binh Ukraine đang phải bận rộn xây dựng đường đi thay thế. Một quả bom khác chặt đứt cây cầu vượt tại ga tàu hỏa Pokrovsk. Quân Nga đang sốc tới theo hai hướng. Họ chiếm trọn thị trấn Novohodivka, dân số khoảng 18.000 người khi lực lượng phòng thủ của Ukraine rút khỏi đây vào tuần trước. Quân Nga cũng tiến đến từ phía Đông Nam và từ thị trấn Ukraine mới thất thủ cách đây vài hôm. Người Nga đã thay đổi chiến thuật. Giai đoạn này, họ hiếm khi sử dụng xe thiết giáp trên chiến trường đã bạo hòa máy bay không người lái UAV. Thay vào đó, họ sử dụng các tiểu tổ, gồm 10 đến 15 lính bí mật đi bộ cả ngày lẫn đêm sử dụng những hành trình khác nhau. Nếu không bị phát hiện, các nhóm này sẽ tập kết tại một điểm hẹn từ trước rồi cố gắng xâm nhập phòng tuyến Ukraine. Trong lúc tiến công, lực lượng Nga không tránh khỏi thương vong nhất định. Hai tuần trước, một đoàn xe cơ giới Nga tiến công làng Mikhailivka. Đoàn này gồm một xe tăng T-72 và hai xe chiến đấu bộ binh. Phía Ukraine khai hỏa đánh chặn và sau đó chiếm được chiếc xe tăng của Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky tự tin cho rằng cuộc tấn công của Nga nhằm vào Pokrovsk đã suy yếu. Hôm 12 tháng 9 năm 2024, lính công binh Ukraine đi xe công binh IMR-2 để xâm nhập phòng tuyến Nga dọc biên giới hai nước, nằm về phía nam của ngôi làng Nga Noviput. Ngôi làng nằm cách lồi chính của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga là 32 km. Nếu lực lượng Ukraine tấn công Đông Bắc từ làng Noviput mà kết nối được với binh lính Ukraine, trong khúc lồi cất chính thì họ có khả năng cô lập hàng ngàn lính Nga ở giữa họ và đường biên giới. Tuy nhiên, Ukraine có thể thiếu lực lượng được trang bị tốt để hoàn thành việc bao vây chia cắt này. Nếu Ukraine thực sự nỗ lực bao vây quân Nga, đặc điểm địa lý ở đây tạo điều kiện cho họ. Sông Xem hình thành một ranh giới tự nhiên dọc theo hầu hết cờ phía bắc của túi vây tiềm tàng, còn sườn trái và phải thì bị quân Ukraine đang tiến tới chặn lại. Bom và đốc kết của Ukraine đã phá hủy tất cả các cây cầu kiên cố bắc qua sông Xem ở khu vực này. Do vậy, binh lính Nga ở phía nam sông Xem phụ thuộc vào các cây cầu phao bắc tạm hoặc là một dài đất hẹp đi xuyên qua thị trấn Kodenevo để nhận hàng tiếp tế. Không phải ngẫu nhiên Ukraine ra sức oanh tạc các cầu phao ngay khi Nga lắp đặt chúng. Lực lượng Ukraine thuộc lữ đoàn xung kích 225 cũng tiến tới Kodenevo với ý đồ cắt đứt cây cầu đất này. Cuộc phản kích của Nga ở Kursk ở một góc độ nào đó có thể đưa thêm quân Nga vào túi vây ở phía nam của Kodenevo. Nga điều nhiều quân vào Kursk để giành lại nơi này. Tuy nhiên, một bộ phận đáng kể của lực lượng này là các binh sĩ nghĩa vụ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm trận mạc. Do vậy, Ukraine vẫn hy vọng sẽ chống được phản kích và bám trụ hiệu quả tại Kursk. Ngày 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở vùng Kursk, lực lượng Siva của Nga đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn cơ giới số 22, 4 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, gần Liu Bimoka, Nikolo Dadino, Tonsiluk và Plekovo. Trong vòng 24 giờ, các đơn vị Nga đã đẩy lùi bốn cuộc phản công của AFU theo hướng Bolsaya Obukhovka, Malaya Loknia và Liu cũng như phá vỡ các nỗ lực tấn công theo hướng Ongokka và Boki. AFU mất 40 quân nhân thương vong, 8 quân nhân bị bắt làm tù binh, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép và một xe cơ giới. Với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị của tập đoàn đã đẩy lùi bốn nỗ lực của AFU nhằm đột phá qua biên giới Liên bang Nga hướng tới Vesioloje và Medvezie. AFU chịu tổn thất lên tới 70 quân nhân thượng vong, hai xe tăng, gồm một xe tăng Leopard, hai xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất, tám xe chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo và một xe cơ giới. Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hành động của quân đội đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho các cụm lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công đường không 80, 82, 95, lữ đoàn an ninh 1004, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129. Giao tranh diễn ra gần Kujevo, Darino, Kurilovka, Kruplenkoje, Liubimovka, Mini, Martinovka, Malea Lopnia, Nicolo Dardino Noviput Novoja Sorochina Novo Ivanovka Olovka Plekovo Ruskoje Poreknoje Selikovo Tonsiluk và Yudny ở vùng Sumy, lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật tác chiến của Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung và dự bị của các lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82 AFU, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, 106, 107 và 129. Giao tranh diễn ra gần Belovody, Glukov, Kondratovka, Katerinovka, Malusino, Mogitsa, Mazepka, Novoivanovka, Obode, Pabloca, Rekki, Salikino, Koten và Tổn thất của AFU ở vùng Cusk lên tới hơn 400 quân và 23 xe bọc thép, gồm 2 xe tăng, trong đó có 1 xe tăng Leopard, 5 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có 2 xe chiến đấu bộ binh CV90, 1 xe bọc thép chở quân, 4 khẩu pháo, 2 khẩu cối và 12 xe cơ giới. Ở hướng Lipsy và Volchans, nhóm lực lượng Sever đã gây thiệt hại cho các đội hình của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 và Biệt đội An ninh Biên giới số 5 của lực lượng biên phòng Ukraine gần Volchans, khu vực Kharkov. AFU mất hơn 170 quân và một radar phản pháo AN-TPQ-50 do Mỹ sản xuất. Ở hướng Kupiansk, lực lượng Zapat đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ tấn công vào nhân lực và trang thiết bị quân sự của các lữ đoàn cơ giới số 14, 30, 44 và 53 của AFU, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 Ukraine. Giao tranh diễn ra gần Petropavlovka, Kluskovka, khu vực Kharkov, Zobnevoye, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, LPA và vùng lâm nghiệp Sirep Bốn cuộc phản công do các đội tấn công của lữ đoàn cơ giới 63 và 67 của AFO phát động đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 610 quân, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 9 xe cơ giới, một pháo tự hành M198 155mm do Mỹ sản xuất, 3 hệ thống pháo tự hành Kvodnica 122mm, một pháo L119 105mm do Anh sản xuất và 4 trạm tác chiến điện tử Anklapn. 4 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, lực lượng Dục có được nhiều tuyến thuận lợi hơn. Họ tấn công các lữ đoàn cơ giới số 23, 24, 28 và 54, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30, lữ đoàn không vận 72 của AFU, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109 và lữ đoàn vệ binh quốc gia 21 Ukraine. Giao tranh diễn ra gần Kalinina, Chasopya, Minkovka, Grigorovka, Sivers, Dileevka, Pretekino và Yelizavetovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPA. Hai cuộc phản công do các đội tấn công của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 56 của AFU phát động đã bị đẩy lùi. Ở hướng trên, AFU mất 640 quân, 8 xe cơ giới, 1 pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo FH70 155mm do Anh sản xuất, 1 pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất và 1 trạm EVK. Ở hướng Abdipka, tập đoàn quân Tersen của Nga tiếp tục tiến vào phòng thủ của AFU. Họ tấn công các đội hình của lữ đoàn cơ giới số 53, 59, 96, 118151 trung đoàn tấn công đường không số 78 của AFO, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 119, gần Binovka, Krasnoamys, Pechokka, Mirolyubovka, Rozovka, Kudilmokka, Kudakovo, Selidovo và Demichop DPA. Các đơn vị nga đã đẩy lùi 10 cuộc phản công của tiểu đoàn tấn công 425, lữ đoàn cơ giới số 32 và 100, lữ đoàn dù 25 của AFO, lữ đoàn tác chiến đặc biệt 5. Lữ đoàn tấn công Liut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 3, số 12. Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 500 quân, một xe chiến đấu bộ binh Marder do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bọc thép Kozak, hai xe bán tải, hai pháo lựu D30 122mm, một pháo chống tăng Tapira 100mm. Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng vốt sốc của Nga có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn họ gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của AFU, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 118 gần Úc Lê Đà, Dobrovolie, Sarteskoye và Zolotayaniva, DPA. Một cuộc phản công do đội tấn công từ Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 72 của AFU phát động đã bị đẩy lùi. Ở hướng trên, AFU mất hơn 100 quân, một xe chiến đấu bộ binh và 5 xe cơ giới. Ở hướng Kherson, lực lượng Donetsk đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn tấn công núi 128 của AFU, lữ đoàn thủy quân lục chiến 35, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108, 123 và 124 gần Belo Correia, Malea Tokmakka, khu vực Zaporizhia, Tokarevka, Kamisani và Lvovo, khu vực Kherson. Tổn thất của AFU lên tới 40 quân và 3 xe cơ giới, một kho đạn đã bị phá hủy các lực lượng Nga đã tấn công vào các cơ sở điện hỗ trợ các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân, một xưởng lắp ráp UAV và các nhóm nhân lực và vật tư tại 138 khu vực. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 13 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 66 UAV Ukraine trong ngày. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 17 tháng 9, phía Nga mất 1.130 quân, 6 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 25 hệ thống pháo, 25 UAV, 45 phương tiện chở nhiên liệu và 18 phương tiện đặc biệt.